có vài tờ ghi chú, nhưng tôi muốn đi vào những điều sư phụ đã nói về những người trong chúng ta đã phát nguyện. Tôi đã nói về điều đó trong buổi giảng pháp đêm nọ. Tôi không nghĩ hai bạn có ở đó, vì thế tôi sẽ đọc lại lần nữa. Tôi cũng sẽ nói về vì sư phụ nói rằng người ta đã quên đi bản lai diện mục của mình, thậm chí quên luôn những gì bản thân quý vị đáng lẽ phải làm. Những lời thề nguyện đã phát trong kiếp trước. Sư phụ, trong tương lai khi Ngài đến Mỹ để hoàng dương Phật Pháp, chúng con sẽ hộ trì Pháp của Ngài. Chúng con sẽ làm những việc như vậy, trích dẫn lời Ngài. Mọi người đã phát nguyện. Có người phát nguyện rằng họ sẽ đến và giúp giảng kinh, và người khác thì phát nguyện sẽ đến giúp tụng kinh. Có người phát nguyện sẽ đến và giúp ăn. Ngài thật tuyệt vời, phải không? Có người phát nguyện đến giúp tu các khổ hạnh. Có nghĩa là ăn ngày một bữa. Có những người còn nguyện đến tu tập để trở thành các vị tổ. Có người phát nguyện đến đây để xem. Và rồi sư phụ nói, ngay cả Bồ Tát cũng mê mờ khi đầu thai. Và cả La Hán cũng hôn muội lúc vào thai. Hiện nay thì các vị đã đến nước Mỹ, quý vị đã quên những lời nguyện mình đã phát, quý vị không còn nhớ những gì quý vị đã hứa trong kiếp trước. Sư phụ quý vị đã từng nói sẽ không có tác dụng gì khi đến Tây Phương, bởi vì tôi không biết tiếng Anh, chấm dứt trích dẫn. Và quý vị nói, không sao đâu, đừng lo lắng, chúng con sẽ đến đó trước, và tất cả chúng con sẽ đều biết tiếng Anh, và sẽ không là vấn đề gì nếu sư phụ không biết tiếng Anh. Chúng con sẽ ở đó rồi. Và tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, chấm dứt trích dẫn. Nhìn này, ở mức độ nhiều hay ít, nhiều người trong số quý vị đến đây học Phật giáo với vẻ ngoài của người châu Á. Cũng có thể quý vị trông giống người châu Á, hoặc là tai quý vị giống người châu Á, hoặc là mũi hay là mắt, hoặc là đôi mắt trông giống người châu Á. Nhưng tròng mắt của người Mỹ, hoặc tròng mắt có màu của người châu Á. Một vài người trong quý vị trông như người châu Á. Nói cách khác, không phải Ngài nói riêng cho người Tây Phương. Điều đó thật lạ, phải không? Tất cả quý vị là những người lạ lùng. Tôi nói vậy vì San Francisco là địa điểm quốc tế, nơi mà Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đến đây. Phật tử đến đây từ nhiều đất nước, và quý vị nhất định phải nhận ra họ là ai. Quý vị nên hiểu tình hình đất nước họ, cũng như hành vi của họ khi ra nước ngoài. Nếu quý vị không hiểu những điều này, quý vị có thể bị lầm. Vì thế tôi hy vọng quý vị sẽ bắt chước các điểm tốt của họ và tránh học các khuyết điểm của họ. Quý vị dựa trên ba đại tông chỉ, dù lạnh chết không nhờ vả, dù đói chết không van xin, dù nghèo chết không mưu cầu, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Chúng ta giữ vững ba đại tông chỉ. Vì vậy, đối với tôi, đúng, điều đó chứng minh là có vài vị mắt xanh đến đây vì lời thề nguyện. Nhưng cũng chứng minh rằng có những người châu Á, họ theo sư phụ và vẫn giữ hình dáng người châu Á, và họ đến vì những lời nguyện của họ. Và đó là một trong vài nơi quý vị có thể thấy. Và khi chuyện truyền pháp đến Tây Phương này bắt đầu, người châu Á đều nghĩ họ không được tính vào. Nhưng ở đây sư phụ nói rất rõ là họ đều được tính vào. Ngài từng nói với tôi, có một lần Ngài nói với tôi rằng trong nhiều kiếp trước tôi đã từng theo Ngài, và tôi đã phát quyết tâm đến phương Tây để giúp Ngài. Khi Ngài đến đây, đó là những gì Ngài nói với tôi. Ngài nói nhiều kiếp trước con là người Trung Hoa, và tôi đáp con không nhớ thưa sư phụ. Sư phụ nói ta biết con không nhớ, nhưng ta thì nhớ. Quý thần ơi, nên vấn đề là không phải chúng ta có gặp lại sư phụ hay không, mà vấn đề là khi nào chúng ta sẽ gặp sư phụ bằng xương bằng thịt. Ý tôi là dẫu sao sư phụ cũng luôn ở đây vào mọi lúc.
vì con người đã quên đi bản lai diện mục của mình. Thậm chí quên luôn những gì bản thân quý vị đáng lẽ phải làm. Những lời thệ nguyện đã phát trong kiếp trước, họ đã nói những điều như: Sư phụ, chúng con sẽ đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp. Còn con sẽ là người hộ Pháp. Còn con sẽ làm như vậy, như vậy. Mỗi người đều tự phát nguyện của họ. Có người phát nguyện con sẽ đến giúp giảng kinh. Có người phát nguyện đến giúp tụng kinh. Có người phát nguyện con đến để giúp ăn. Có người còn phát nguyện nói con đến giúp tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh như là việc ăn uống. Có người phát nguyện nói con đến đó tu hành cho đến khi thành một vị tổ sư. Có người lại phát nguyện nói con đến đó để xem. Do đó hiện nay Bồ Tát cũng mê mờ khi đầu thai, La Hán cũng hôn muội lúc vào thai. Chúng ta hiện nay đã đến nước Mỹ này và cũng đều quên hết các lời nguyện của chính mình đã phát. Đã có những lời hứa. Những lời hứa là những điều đã trả lời lúc đó. Sư phụ nói tôi cũng không biết tiếng Anh, đi đến đó không làm được gì đâu. Và tất cả quý vị nói không sao đâu, chúng con sẽ đến trước. Khi đến nơi đó, chúng con đều đã biết tiếng Anh rồi. Sư phụ con biết tiếng Anh cũng không có vấn đề gì đâu, bởi vì chúng con đã ở đây sẵn rồi, là người bản xứ nói tiếng Anh. Người sanh ra ở đây. Do đó hiện tại quý vị thấy tất cả quý vị đều đến đây để học Phật Pháp. Quý vị đều trông giống ít nhiều như người châu Á. Có thể quý vị có lỗ tai giống người châu Á. Có thể quý vị có cái mũi giống người châu Á. Có thể quý vị có đôi mắt giống người châu Á. Nhưng tròng mắt không giống người châu Á. Tròng mắt phía ngoài có màu sắc khác. Hoặc là quý vị trông hoàn toàn giống người châu Á. Như thế quý vị nói có kỳ lạ hay không kỳ lạ? Có thể đây cũng là quái vật. Vì ở San Francisco này là một địa điểm quốc tế nơi Phật tử từ khắp nơi đến. Vì thế chúng ta có Phật tử đến từ một nước này và Phật tử đến từ nhiều nơi khác. Vì thế quý vị cũng cần phải biết có Phật tử đến từ các quốc gia khác. Như vị cũng cần nên biết về hoàn cảnh của họ, tình hình quê hương họ như thế nào, và khi đến nước ngoài những điều đó ảnh hưởng đến hành vi của họ như thế nào. Quý vị cần nên biết tất cả những điều này. Nếu quý vị không biết, quý vị có thể hiểu sai rồi đi lạc và đi sai đường. Vì vậy tôi hy vọng rằng mỗi quý vị có thể học theo những điều tốt của họ, và những điều không tốt thì không cần phải theo họ. Dựa theo ba đại tông chỉ của chúng ta, dù lạnh chết không phan duyên, dù đói chết không hóa duyên, dù nghèo chết không cầu duyên. Tùy duyên không thay đổi, không thay đổi tùy duyên. Chúng ta giữ vững ba đại tông chỉ. Đó là tông chỉ của chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng đây là những điều rất đơn giản. Hiện tại trong Phật giáo có sự vi phạm những thói xấu này. Sự vi phạm những thói xấu này xảy ra ở mọi nơi. Mọi quốc gia đều có. Tất cả Phật tử ở các quốc gia đều vi phạm những thói xấu này. Thật ra người xuất gia đi hóa duyên cũng có thể được, nhưng bởi vì nó đã trở thành thái quá, chúng ta cần phải đối trị những thói xấu này. Đức Phật cho phép có thể đi hóa duyên, xin cơm chay và xin bố thí thì có thể được. Nhưng nếu quý vị xuất gia chỉ để chuyên việc đi hóa duyên mà không tu hành, đó chính là hiểu sai rồi.
Chúng ta vì cần chuyên tâm tu hành mà xuất gia. Không phải xuất gia vì để đi hóa duyên, không phải vì cầu duyên, không xuất gia vì mục đích phan duyên nhờ vả. Quý vị nên đặc biệt chú ý đến điểm này. Vì thế hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu những điều này. Đây là vấn đề rất quan trọng. Ha ha ha,